Alo, xin chào anh em, chào mừng anh Long quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ván này thì mình sẽ chơi và kiếm tiền trên con game Big Boss anh em nhé. Số tiền mình đang có hiện tại là M anh em ạ. Và lật bài tí xem này là có kiếm một cái gì ra hồn anh em ạ. Rồi, chúc anh em thắng lớn anh em nhé. Ok, ván này bên đen này. Vẫn bên đỏ à, rồi ok, đỏ nhiều ghê nha. Đỏ nhiều ghê nha, đi 20k đi. Rồi, đỏ nhiều ghê này, đỏ nhiều này. Rồi tuyệt vời, làm phát 149k. Hôm nay ổn áp thì mình sẽ chốt lời cho anh em lấy khoảng tầm là 45M anh em ạ. Rồi ok, phát này thì ra bên đen liên tục anh em ạ. Nhưng không sao, cứ rình mình ra một lần ở bên kia. Tăng tiền lên phát cho ngắt này, như phát này là 500k này. Lên, đúng rồi, tuyệt vời. Lên 995k, cơ cơ, còn cơ phát nữa, biết ngay mà, còn cơ phát nữa mà. Thôi 2M dừng nhận là ok này. Vẫn tiếp tục anh em nhé. Lại đi nhỏ nhỏ lại anh em ạ. Còn cơ này. Lần này thì nó ra di bích anh em ạ. Di bích hơi 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 đau lòng anh em ạ. Rồi, rô cơ cơ zone ra đủ rồi thì bây giờ sang bích đi. Vẫn bệt thêm con rô kìa, vẫn bệt thêm con rô kìa. Rồi, bây giờ có ra bên đen được thì ra này. Đấy, có ra bên đen được thì ra này. Cái này là 6 bích kìa. 6 bích thì lên bệt phát nữa đi. Tuyệt vời. Đấy, nó ra bên tép rồi, bên tép phải có lên làm một phát nữa không nhỉ, bên đen nữa đi. Rồi ok, đấy, ngọt 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 ngay nhỉ. Nhận phát đi anh em ạ, nhận phát đi cho nó phấn khởi đi anh em ạ, cho nó phấn khởi đi. Bắt đầu vào dây rồi, bắt đầu vào dây rồi, đổ mẹ nó ra quy tép kìa, cái quần què này. Ui rồi ra bên đen nhiều thế, ra bên đen nhiều thế. Lần này có ra nữa không? Ui, y hệt những tay vừa nãy là thêm một con đen nữa kìa. Y hệt như vừa nãy kìa. Rồi, còn gì nữa không? Lên tiếp nào, đấy. Không lẽ tay này lại ra bên đỏ phát nữa? Biết ngay mà. Y hệt những cái tay vừa nãy là một đen, một đỏ, trong là ba đen. Đấy, ngon lành cành đào. Lên 11 triệu 184 nghìn rồi. Rồi 11 triệu 148 nghìn rồi anh em ạ. Vẫn cứ tiếp tục anh em nhé. Lên nào. Bên đỏ lần này cơ rô cơ ra đủ rồi. Nuôi về bên đen thôi. Có khi tay này là hai đỏ hai đen anh em ạ. Hai đỏ hai đen, mình biết ngay mà, hai đỏ hai đen mà anh em. Theo anh em xem phân tích cái cầu đấy như nào này. Đỏ rô cơ ra rồi này, đép bích ra rồi này, có khi nào nó bệt thêm một cầu bên đen không nhỉ? Hay là cái cầu 22 này nó bẻ sang bên đỏ nhỉ? Mình nghĩ cầu này sẽ bẻ sang bên đỏ nhiều hơn nhưng mà làm quả nữa đi. Biết ngay mà, biết ngay mà, biết ngay mà. Biết ngay nó sang bên đỏ rồi mà. Như thế này có lên tiếp một phát nữa không anh em nhỉ? Làm tiếp phát nữa nhỉ? Cái này thì mình nghĩ ở khả năng là bên đen này. Biết ngay mà, mình biết ngay mà, biết ngay mà, biết ngay mà. Rồi ok, đến 5 triệu 378 nghìn rồi. Đến dừng không nhỉ, dừng đi nhỉ, dừng phát thì được khoảng tầm là 15 triệu. Ồ, hợp lý, nghe nó hợp lý nhỉ. Làm phát nữa đi nhỉ? Hay là làm phát cuối nhỉ? Được phát này thì lên khoảng tầm là 10 triệu là dừng, là hợp lý luôn, hợp lý luôn. Quy bích à, quy bích thì khả năng tay này thì mình nghĩ là mình bệt bên đen đi, vì anh em có thể nhìn thấy phân tích như mình phân tích nhá. Nếu không được cái này thì mình dừng cho anh em ạ, dừng thôi. 10 triệu 948 nghìn là ok rồi. Thì bây giờ bên này là phân tích này, đánh rô này, là ra 5 cơ này, đó hai đỏ ra rồi. Bây giờ Tiếp nó tục là, ra nhé. bây giờ nó ra tầm con 7 tép này, bây giờ nó ra 4 bích này, đó thì bây giờ thì lại ra con bốn cơ này, bây giờ lại ra quý bích này. Rồi ok, đang đang cuốn bị như này là cơm rang sao anh em, mình không hiểu được. Rồi ok, nếu vậy tay này thì mình bệt biến đen đi anh em ạ. Rồi đen nhá, biết ngay mà, đủ mã đủ mã đủ mã, bảo rồi mà, bảo rồi mà, biết ngay mà. Rồi ok, nó kiểu gì nó cũng sẽ về như thế mà anh em, nó không kiểu bẻ nữa đâu anh em ơi. Ổn áp quá anh em ạ. Rồi ok, tuyệt vời. Còn cái gì để mà luyến tiếc gì nữa, còn cái gì để mà mình luyến tiếc nữa anh em ạ, còn cái gì luyến tiếc nữa. Làm 21 triệu,
tuyệt vời. Ok, và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em.